nằm dưới hàng cây, dắt em đi giữa hai hè phố vui. Hàng cây ngày mỗi xanh tươi, nghiêng lòng ra đón tiếng cười giòn tan. Em qua, em lại bao lần, hồn nhiên là những bước chân học trò. Con đường học trò, con đường học trò, đưa em qua những mộng mơ tuổi hồng. Con đường học trò, con đường học trò, đưa em qua những mộng mơ tuổi hồng. Chợt một buổi mai những tia nắng tỏa hoa ngọt vào lớp học, có cái gì đó nhỏ nhẹ đang đào hoa một tháng bên quanh. Chợt nhận ra sắc phai màu áo trắng, học kỳ một đã qua, lòng lá nước mong đến ngày đi chạy truyền thống. Em qua, em lại bao lần, hồn nhiên là những bước chân học trò. Người ấy đã đến, thương thầy cô rất cao. Bây giờ năm học cuối của đời học trò, thầy cô còn trao cho chiếc cầu nối kết chúng em bằng một chuyến chạy xa về với thiên nhiên, rừng sinh thái mang lại vui. Anh em ta về cùng nhau, ta quây quần nè, 1, 2, 3, 4, 5. Anh em ta về cùng nhau, ta du mộng nè, 5, 4, 3, 2, 1. Về nội ô cất vương hai cẩn vương trên lá, và chúng em muốn ai chỉ thế chặng đường 150 km. Vui vẻ anh em mừng nhà nằm giữa mái tình này trong câu ca. Anh em ta về cùng nhau, ta quây quần nhẹ, 1, 2, 3, 4, 5. Anh em ta về cùng chưa nhau, bao giờ chúng em được ăn chung với nhau bên vui đến thế. Chúng em khỏe mạnh, các cầu con hát cả đôi đường trên sông. Cao Nguyên, xa bên vườn phía Cao Nguyên, mỗi đoạn đường đi qua là chúng em cảm nhận lần lượt mình quay lắc vội vì con phố trăm ngàn. Chợt mỉm cười đón đàn con nhỏ, màu xanh lúc ngàn của lá, sắc hoa rực rỡ của rừng, thảm cỏ tươi mịt mà trong nắng xuân chói lọi, làm quên đi sự mệt mỏi của chúng em. Những nụ cười tươi như hoa vườn thụ sương mai. Mặc dù đi đường mệt, nhưng chúng em ai cũng muốn nhanh chân tiến về đất trại. Em có thấy
Tiếng nước chảy lách cách vọng ra từ số phương, hòa trong tiếng chim rừng gọi nhau, tưởng như đang nghe một điệu hoang sơ lãng mạn. Chuyện xưa kể rằng dòng xuống vòng chỉ dành riêng cho tiên nữ bốn tấm mát, một tấm thân ngọt ngào tinh khiết. Giữa mênh mông núi rừng có cái gì đó rộng lòng thành một ngày thiên nhiên bốn mùa. Chúng tôi lặng lẽ mừng là tiên đồng một nỗi tâm hồn không một chút buồn bực. Nếu tưởng hoa bằng la tiếng nước vô cùng ngọt ngào chất thơ hương đưa ra cho trời đất. Chiếc cầu treo như chiếc bãi khổng lồ vui tươi, lòng thắt khi và vũ kế đôi chân đứng đi quanh trên những chiếc cầu bê tông vững chãi. Chiếc cầu bắt ngay dòng xuống như mái tóc của nàng tiên xõa ra phơ nắng trong câu chuyện dân gian làm say lòng chúng em. Phải biết ai nhân như ai thân.
tưng bừng. Anh cứ chơi lẹ tay thì tôi căng lều có chân nặng. Anh bỏ bài thế tài thì tôi xem nhạc để đàn. Anh sắp đi chuyên môn thì tôi tập tành đánh mò. Anh sắp qua hàng nhì thì tôi sắp rời đàn sinh. Đàn sinh thì đua ra sân, vui đùa cùng nhau để bước. Đàn ta thì đùa hàng hai, chúng ta thách nhau từng bừng. Anh bước dây lẹ tay thì tôi cất lèo có chồng nào. Anh có băng thiệt tài thì tôi sắp nhạc biệt đàn. Anh sắp đi chuyên môn thì tôi tập tành đánh mò. Anh sắp qua hàng nhì thì tôi sắp rời đàn sinh. Thật dễ chịu, chiếc áo áo cảnh với sự thời trang của lúc nào ấy nhỉ. Xe hơi với màu đỏ như mặt trời được vẽ, không biết đấy là màu tượng trưng cho điều gì, nhưng chắc hẳn khi màu vàng là thấy tràn ngập niềm vui và sự mạnh mẽ. Trong cái số đẹp và hồn nhiên mà cả sự trang nghiêm của lễ hội trại khiến chúng em quay đầu đến hiện tại. Thầy hiệu phó Phạm Lương Quý, trại trưởng, tuyên bố khai mạc trại. Thầy dạy toán Nguyễn Bá Chiêu thay mặt ban chỉ huy đọc những nội quy. Chúng em thích nhất là câu chúc các em có kỷ niệm đẹp và niềm vui. Tuân theo để cho cái trại của chúng ta nó được thành công tốt đẹp. Giờ giấc mà ban tổ chức trại đưa ra, giờ nào việc ấy, và đoàn kết giữa các tiểu trại. Bởi vì chúng ta là học sinh Nguyễn Chí Thanh, chúng ta cố gắng giữa các tiểu trại với nhau, chúng ta không có một sự hiềm khích nào, mà chúng ta phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở các em một cách ngắn gọn. Và chúng ta cố gắng nhớ tự chung là vấn đề nề nếp, vấn đề giờ giấc, để chúng ta có thể tổ chức cái trại
trước khi các em nhập trại thì các thầy cô cũng sẽ không quên là nhiệm vụ của mình là nhập trại. Khi qua trại thì chúng ta sẽ được gắn cái logo của trại này. Các em nhìn lên ở phía trên là cờ nước, vị trí tức là số 10 và kế bên là số 11 tức là nói là để trở thành trại sinh. Chúng em phải vượt qua 4 dòng tròn để nhận logo và đất trại. Nhìn những chiếc vòng tròn phía trong kia là trại, chúng em thấy nó mang một cảm xúc khó tả. Nó thân thiết làm sao đấy. Những chiếc trại nho nhỏ như cái tổ và chúng em mong mang ao ước mình là những tấm hạt trong cùng một chiếc tổ ấm áp tình bè bạn. Thầy phó hiệu trưởng Phạm Minh Tuấn là người đầu tiên lên một mũi lao cơ hội tròn cao nhất. Tình trạng chính thức được mở ngay thời điểm ấy.